Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin Hoa Thịnh Đốm Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Duật. Hôm nay thứ ba, 19 tháng 6, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý chiến hữu, quý khán giả đến với chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay là Tổ quốc danh dự và trách nhiệm. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi tiết mục thứ nhất, Vẫn còn hoang phế. Theo chiến hữu Nguyễn Văn Hào, hội phó hội biệt động quân vùng Hoa Thịnh Đốn đặc trách việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì còn 1.200 ngôi mộ của anh em chúng ta còn hoang phế. Và để tu bộ 1.200 ngôi mộ này chúng ta cần có một số tiền là 72.000 Mỹ Kim với 60 đồng cho một ngôi mộ. Thay mặt cho ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các tổ chức quân đội, các tổ chức cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới hãy tiếp tay với hội biệt động quân vùng hoa thịnh đốn để hoàn thành việc tu bổ 1.200 ngôi mộ quản hoang phế này. Mọi sự yểm trợ xin gửi chi phiếu về Hội Biên Động Quân Vùng Hoa Thịnh Đốn, PO Box 438 Newport, DE 19963. Và thưa quý vị, khi chương trình đặc biệt với chủ đề là Vững một niềm tin được trình chiếu, chúng tôi nhận được điện thoại của phu nhân cố trung tá Nguyễn Văn Chấn, khóa 9 trường võ bị quốc gia Việt Nam nguyên là tổng hội trưởng tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia việt nam qua cựu sinh viên lê thi yểm trợ 500 mỹ kim cho việc trùng tu lại nghĩa trang quân đội biên hòa thay mặt ban biên tập người chiến sĩ việt nam cộng hòa xin thành thật tri ân phu nhân của trung tá nguyễn văn chấn và bạn lê thi và khi nhận được chi phiếu chúng tôi sẽ chuyển đến hội viên động quân vùng hoa thành đốn tiết mục thứ nhì vận nước đã bắt đầu đảng cộng sản đưa cho cái gọi là quốc hội đảng cử dân bầu của cộng sản thông qua một dự luận cho mướn 99 năm ba đặc khu kinh tế hành tránh là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là những khu vực hiểm yếu về an ninh quốc phòng của Việt Nam thành đặc khu chiến lược của Trung Cộng. Thêm vào đó, Ba Đình đang giao cho Quốc hội bù nhìn này nhào nặn ra một cái đạo luật gọi là an ninh mạng nhằm bóp nghẹt mọi truyền thông và thông tin ở trong nước. Nhưng cả hai thứ trên đang bị nhân dân cả nước đứng lên chống đối rất mãnh liệt. Như chúng tôi đã thưa chuyện cùng quý vị nếu một hai tỉnh đứng lên thì chắc chắn Việt Cộng sẽ có lực lượng để đàn áp. Này tất cả nhân dân trong nước đều nhất tề đứng dậy. Thì đây là cơ hội thuận tiện nhất để quý vị đòi lại đất đao, đòi lại cái quyền tự do tín ngưỡng mà trong hiến pháp của Việt Cộng có viết. Các nhà đấu tranh trong nước và sinh viên học sinh hãy nhất tề đứng dậy cùng với toàn dân thì chắc chắn chế độ Cộng sản bắt buộc bị thay thế. Theo một số anh em trong nước cho biết, từ ngày Nguyễn Phú Trọng tập trung mọi quyền lực trong tay, bắt trước tầm cầm bình, là đả hổ diệt ruồi thì lại càng lộ rõ mặt thật tham nhũng của chế độ. Đây đúng là thời điểm thuận lợi nhất cho công cuộc giải trừ chế độ Ba Đình tại Việt Nam. Thưa quý vị, tiết mục thứ ba nhận lệnh cuối cùng. Thưa quý chiến hữu, trên trang mạng của binh chủng Thủy quốc lục chiến có xuất hiện một bài viết của vị tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 Thủy quốc lục chiến viết rằng sáng ngày 30 tháng 4 năm 75 tôi đã bỏ hai đại đội của Trung úy Thắng và Trung úy Hào thuộc cánh B do tôi chỉ huy vào giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Đáng lẽ tôi không trả lời ông tiểu đoàn phó này vì lúc đó ông ta đã bị bắt tại Thuận An vào tháng 3. Do đó những gì mà ông ta viết chỉ là dựa dẫm vào những tin đồn vô căn cứ. Tuy nhiên để trả lại sự thật một số chiến hữu yêu cầu tôi trả lời bài viết này. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 4, Thiếu tá Đinh Xuân Lãm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 16 gọi cho tôi biết là phải sang họp với thiết kỵ vì cánh bê của tôi có nhiệm vụ bảo vệ hai bên hông cho thiết giáp rút về cầu Bình Lợi để bảo vệ thủ đô Sài Gòn. trong lúc hành quân, mỗi khi em 113 tác xạ, tôi đều nghe chính thiếu tướng Khôi nhắc lại con cái của mình là tác xạ cẩn thận vì anh em mũ xanh đang bảo vệ bên ông của mình. trong cuộc di chuyển này, cánh bê của chúng tôi có 6 anh em binh sĩ bị thương và tướng Khôi đã ra lệnh như sau: nói anh em bên mũ xanh mang thương binh ra lộ, mình sẽ tải thương về nhà thương Nguyễn Văn Học vì các nhà thương khác đã quá tải. Mai, Thủ quân lục chiến sẽ đến bóc con cái của họ. Khi đến cầu Bình Lợi, nghe ông Dương Văn Minh, Minh tuyên bố đầu hàng. Ngay sau đó, trong hệ thống truyền tin của bên chủng, tôi nghe tiếng đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó sư đoàn Thủ quân lục chiến ra lệnh tất cả các đơn vị về căn cứ sống thần hợp. Và thưa quý vị, sau hơn 40 năm, lần đầu tiên tôi được biết là cánh A của tiểu đoàn 16 là hai đại đội của đại úy Tùng và đại úy Lưu cùng ban Tham mưu đã tan hàng tại bến Bạch Đằng. Còn cánh B của chúng tôi thì tan hàng tại Bình Lợi và lệnh cuối cùng của đại tá nguyễn thành trí tại căn cứ sóng thần là anh em về coi lại đơn vị và tan hàng. như vậy cái bài viết nói tôi bỏ đơn vị sáng ngày 30 tháng 4 của ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn phó tiểu đoàn bảy là loại fake news không đóng sự thật thưa quý chiến hữu sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày quân lực việt nam cộng hòa 19 tháng 6 với sáu chữ tổ quốc danh dự và trách nhiệm sau khi Dương Văn Minh và một nhóm tướng lãnh tạo ra một cuộc binh biến giết chết hai anh em tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo huynh của ông là cố vấn Ngô Đình Du. Trên báo chí thời đó có một bức hình chụp ba tướng đảo tránh là Minh, Đôn và Đính. Có ghi lời nói của Dương Văn Minh như sau: Hai tòa có gì hỏi thì hỏi đi, nếu không ngoài đi đánh tennis. Câu nói này đã ám ảnh tôi trong nhiều thập niên vì các ông tướng này chỉ biết thi hành lệnh của Mỹ mà không biết có một kế hoạch gì để đối phó với Ba Đình. Rồi dưới áp lực của Mỹ, phe quân nhân phải giao lại quyền lãnh đạo quốc gia cho phe dân chủ thành lập chính phủ nhưng chính phủ dân chủ này không thành lập được vì sự bất đồng trong việc chia chác các ghế cuối cùng cũng phải ra tuyên cáo như sau vào ngày 11 tháng 6 năm 1965 sau khi duyệt lại tình trạng ngày càng một khẩn trương của đất nước sau khi đã xét lại và xác nhận rằng những cơ cấu thể chế quốc gia hiện tại không còn phù hợp với tình thế sau khi đã hội ý cùng toàn thể tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng hòa Tại phủ Thủ tướng ngày 11 tháng 6 năm 1965, chúng tôi, Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa, Hội đồng Quốc gia lập pháp, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho quân đội Việt Nam Cộng hòa trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia đã được Hội đồng Quân lực ủy thác, yêu cầu toàn thể đồng bào các giới, không phân biệt giai tầng địa phương, đảng phái và tôn giáo ủng hộ quân lực Việt Nam Cộng hòa trong việc lãnh đạo toàn quân và toàn dân. Ngày 12 tháng 6 năm 1965, trong một buổi họp quy tụ tất cả những tướng lãnh đang nắm những chức vụ trọng trách của quân đội từ cấp tổng tham mưu trưởng tư lệnh bốn vùng chiến thuật đến các tư lệnh quân binh chủng hội đồng quân lực việt nam cộng hòa đã đề cử trung tướng nguyễn văn thiệu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia tương đương với tổng thống thiếu tướng nguyễn cao kỳ đảm nhận chức vụ chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương tương đương với phó thủ tướng đó là ngày đánh dấu quân lực việt nam cộng hòa đứng lên gánh vác trách nhiệm lớn là bảo vệ tự do độc lập của miền Nam Làm tiền đồn ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng sản Và xây dựng một đất nước lạc hậu, nghèo độc khó Vì chiến tranh triền biên với mục đích tiến lên thành một quốc gia phú cường Ngày 19 tháng 6 năm 1965 Thành phần ủy ban lãnh đạo quốc gia và ủy ban hành pháp trung ương Trong một buổi lễ ra mắt được tổ chức long trọng tại thủ đô Sài Gòn Đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc Nhận trách nhiệm lèo lái quốc gia và làm thành phần tiền phương của quân đội Việt Nam Cộng hòa chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ đất nước từ thời điểm đó. Ngày 19 tháng 6 được đánh dấu như là một cái mốc của lịch sử, một chương mới của cuộc chiến đấu chống lại khối đa số Cộng sản quốc tế và quân xâm lược Việt Nam. Mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thành phần gồng gánh trách nhiệm lãnh đạo đất nước, xây dựng nền độc lập, tự do và dân chủ, bình định những, những mầm mấm, những vùng nội loạn ở tiền tuyến thì chỉ huy quân đội ngăn chặn làn sắng xâm lăng Quần sát của đạo quân hiếu chiến cộng sản Bắc Việt, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu sau khi đắc cử tổng thống Việt Nam cộng hòa trong tháng 11 năm 1967 vẫn tiếp tục cho tổ chức long trọng kỷ niệm hàng năm ngày Quân lực Việt Nam cộng hòa với những cuộc diễn binh của tất cả các đơn vị và quân binh chủng Quân lực Việt Nam cộng hòa để biểu dương sức mạnh và ý chí quật khởi của dân tộc Việt Nam chống lại quân cộng sản xâm lược từ phương Bắc. Thưa quý vị, nhắc lại những sự kiện trên, chúng ta hãy nhìn về những gì đang xảy ra trong nước báo trước đột biến không lường trước được chúng tôi mạn phép đưa ra ba mục tiêu chính của quân đội bảo quốc an dân là thứ nhất giúp đỡ anh em thương binh còn kẹt tại Việt Nam thứ nhì trùng tu lại nghĩa trang quân đội biên hòa và thứ ba tiếp tay và ủng hộ các nhà đấu tranh trong nước đặc biệt trước những biến động đang xảy ra ở trong nước thưa quý vị đánh dấu hơn một nửa thế kỷ ngày quân lực Việt Nam cộng hòa ngày quân đội đứng ra nhận trách nhiệm chúng tôi mong tất cả những ai còn nghĩ đến đất nước và dân tộc xin cùng chúng tôi thắt một nén tương nhang để dâng lên những anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc vong thân. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng. Kính thưa quý vị, bản tin hoa trình đốn do SPTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc với người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiếng 11 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2018.